Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia cam kết giúp đất nước trả nợ. Ngày 4 tháng 6, Đức cha Julian Leo, Tổng giám mục Kuala Lumpur đã gửi thư cho các tín hữu Công giáo, thông báo rằng tất cả các khoản dâng cúng trong các thánh lễ từ ngày 22 đến 24 tháng 6 sẽ được đóng góp để gây quỹ cho chính phủ trả nợ. Giáo hội Malaysia muốn tham gia vào việc tái thiết đất nước. Các nhà thờ ở hai bang của Borneo, Sabah và Sarawak dự kiến sẽ tham gia vào sáng kiến này. Việc gây quỹ được cho là ý nghĩa khi người Công giáo đại diện cho 3,5% trong số 31 triệu dân của đất nước, bao gồm 9 giáo phận, trong đó có 3 tổng giáo phận. Khoản nợ 1.000 tỷ ringgit chiếm 80% GDP quốc gia là do sự quản lý kém của cựu chính phủ Barisan Nasional và sự tham nhũng của cựu thủ tướng Najib Razak. Lời kêu gọi cho việc quyên góp này ngay lập tức được tất cả người Malaysia lắng nghe. Những người vẫn đang ăn mừng sự thay đổi của chính phủ sau cuộc bầu cử quốc gia ngày 9 tháng 5 năm nay. Cho đến nay, việc quyên góp đã thu được hơn 8 triệu USD. Trong số đó có sự đóng góp của các bạn trẻ mà công việc của họ là rửa xe và làm thêm. Một số doanh nghiệp thì quyết định từ bỏ một ít lợi nhuận. Các cá nhân và các nhóm khác cũng tham gia vào việc gây quỹ này. Trong khi đó, cựu thủ tướng Najib Razak vẫn là trung tâm của các cuộc điều tra quốc tế. Vào ngày 25 tháng 5, cảnh sát Malaysia tuyên bố đã tìm thấy 28,6 triệu đô la tiền mặt giấu trong một số căn hộ của Najib. Cuộc tìm kiếm cũng phát hiện ra hơn 30 bao tải chứa đồng hồ và các đồ trang sức khác.